về vụ Obama buôn ma túy vào Mỹ đấy. Vâng, thưa cái vấn đề như thế này, vấn đề Việt Tân thì nó không nằm trong chủ đề ngày hôm nay. Cái đó nó chỉ là một cái vấn đề của thời sự nước Mỹ sắp sửa bước qua cái giai đoạn bầu cử năm 2018 này. Thành ra, nhưng mà bây giờ họ phải chuẩn bị dư luận ngay bây giờ. Đấy. Thì muốn dư luận bây giờ là họ chỉ muốn rằng á, là thứ nhất này, nó còn bịa như thế này nữa, ông Obama sẽ bị vào tù. Đấy. Ông hồi xưa ông ở trong ông làm ông chưa bị impeach, tức là ông bị chưa bị truất phế, mà bây giờ ông về hưu rồi, cái không, nước Mỹ không bao giờ nó bỏ tù một ông tổng thống nó như vậy. Ông Donald Trump bây giờ ông liên lạc với Nga đây còn rõ ràng bằng chứng như vậy, mà ông Steve Bannon là một cố vấn của ông Trump bị sa thải. Steve Bannon đã lên tiếng xin lỗi ông Donald Trump ngày hôm kia, là bởi vì ông Steve Bannon đã nói rằng á, con trai của Tổng thống Donald Trump gặp cái nhóm luật sư người Nga và những người có liên quan đó là những người phản bội. Ông ấy dùng cái chữ là phản bội, cái tiếng tiếng Mỹ nó mà cái tiếng đó đó là rất là nặng đối với nước Mỹ, và ông đã lên tiếng ông xin lỗi. Không những ông xin lỗi rồi, ông vẫn còn bị cái công ty của ông á, đó là công ty cơ quan truyền thông Breitbart News, một cơ quan truyền thông cũng rất là nổi tiếng, ông ấy đang làm tổng giám đốc của cái cơ quan này, tức là cái là tổng biên tập cái cơ quan truyền thông này, và cái hội đồng quản trị yêu cầu ông từ chức luôn, tức là một hình thức sa thải. Cái ở bên nước Mỹ nó vui lắm thưa quý khán giả, cái hội đồng quản trị nó có quyền sa thải cái anh sáng lập viên hoặc là cái anh là tổng giám đốc đấy, nếu mà ông ấy đi sai đường người ta họp người ta sa thải là sa thải. Thế nếu mà ở bên mấy ông cộng đồng đó tại sao không có ai nói gì, nếu bên Việt Nam á, thì lại nói rằng cái bộ chính trị nó độc tài, nó là kia nó thanh toán trong khi bên Mỹ đây có ai dám nói không, mà ông Steve Bannon là một sáng lập viên của cái đài này. Bác Phương có ý. Thì tôi thấy trở lại vấn đề cái mấy cái chức vụ của mấy ông dân biểu, thì từ ông Beth Royce đến bà Loretta Sanchez rồi cho đến bà Janet Nguyễn đây. Tôi thấy bao nhiêu những cái vị mà ở gần gần cái khu chúng tôi ở trong cái quận ngạc mà làm đại diện cho chúng tôi đây trực tiếp đây, chúng tôi nghe hàng ngày đây, mà cuối cùng tôi thấy cũng chả có cái gì thôi. Rồi còn các cái thấp hơn thì Đảng Cộng Hòa là gồm các ông thị trưởng, là hội đồng thành phố Orange County, hội đồng thành phố Garden Grove, rồi hội đồng thành phố Westminster, cũng chẳng có cái gì, cũng chẳng, cứ bọc bọc theo mấy cái anh cờ vàng nói chuyện, rồi bọc bọc theo theo cái đảng Việt Tân, rồi lúc nào cũng mặc áo thun là có hình con cá chết. Rồi tôi thấy cái đó là trò, đợi cái lo cho cộng đồng cái gì, đợi đến chiều 30 Tết rồi mới là bắc thang lên, là vối vối treo cái cờ vàng ba sọc đỏ lên cái cột đèn đó, đó là cho Tết Việt Nam đó, rồi chụp cái hình rồi vớ vẩn thế thôi, chẳng có thật sự mà đem tới cái một chút gì nghe là quyền lợi kia của nét của đồng bào Việt Nam ở đây, kể cả cái những người già hay là những người mà có lợi tức thấp. Có lúc chúng tôi còn bị cái chương trình y tế cho người già và những người có lợi tức thấp đó, thì là có lúc chúng tôi là bị cắt luôn cả tiền, là không được nhà, không được chăm sóc về răng, thì cái đó đấy, đấy nó bỏ đấy đấy, không không được chăm, không được chăm sóc về răng, rồi rồi về mắt đây, là có khi là phải mang những cho những cái gọng kính rẻ tiền thôi, còn anh muốn cái gì là anh phải bỏ tiền túi ra. Thì cái thân phận của cái những người già bên đây thì cũng nghĩa là cũng thế thôi. Nhưng mà rồi đấy, rồi tới ông
qua phải nói là 3-4 cái đời tổng thống mà chúng tôi biết được thì là bắt đầu từ cái, tôi ở đây từ đời ông Reagan, rồi sau ông Reagan rồi tới ông Carter. Thì ra tôi thấy là thế nào, mấy ông tổng thống đó lo được cái gì cho dân Mỹ và lo được cái gì cho dân Việt Nam hay là các dân tộc khác trên thế giới, thì các ông cũng vẫn thế thôi. Thì chỉ có cái đến đời ông Clinton đó là còn mạnh dạn để mà bình thường hóa quan hệ ngoại giao giao cho Việt Nam, từ đó để cho Việt Nam một cái cơ hội để mà đi lên một cái con đường gọi là tiếng nói của người Việt Nam còn có đây. Chứ còn rồi sau đó rồi là tới ông Obama còn sửa đổi cái được cái hệ thống nhà y tế nhà cho toàn dân Obama mà bây giờ đang gọi là Obamacare đấy. Thì tôi thấy là cái đó trong mấy ông tổng thống rồi, từ đời tôi nhìn lại xa hơn chút nữa, lùi xa hơn chút nữa về trong cái lúc mà Việt Nam còn chiến tranh, thì ông Kennedy là bắt đầu cái là nhìn lại cái chiến tranh Việt Nam, rồi là bắt đầu cái là quay lại coi cái người Mỹ có phải đưa quân thêm thôi hay không, hay là đưa quân đánh Việt Nam như vậy là có hợp pháp hợp hiến hay không, rồi đột một cái là ông bị ám sát chết ngay. Thì cái tiếng nói của cái người Việt Nam đó, qua bao nhiêu đời tổng thống Hoa Kỳ, những người Việt Nam ở đây nè, hay là những người mà nói là Việt Nam Cộng Hòa chạy trốn bỏ nước sang bên này nè, coi có cái tiếng nói của mình có được bao nhiêu trọng lực, mà lúc nào cũng là cứ là Cộng Hòa là lo cho Cộng Hòa, và Cộng Hòa Mỹ là lo cho Việt Nam Cộng Hòa. Cái đó xin nói thật các ông, là cái chiêu bài để mấy ông kiếm phiếu, kiếm phiếu, kiếm chỗ đứng, kiếm chỗ ngồi, ăn trên ngồi trước người ta thế thôi, chứ chẳng có ra cái trò gì cả. Không có làm được cái gì cho lợi lộc cho dân Việt Nam không? Kể cả cái ông nghị bánh chưng người ta đương mua bán này, rồi là phải cấm bánh chưng để ra là 2 tiếng đồng hồ sau là phải lấy vào. Đấy, thành ra tôi thấy thì là còn nói nhiều điều là vớ vẩn lắm thôi, nhưng mà những cái chi tiết đó nó nhỏ nhặt lắm. Có lẽ cô cũng không xứng đáng cho chúng ta tin tưởng, mà cũng không xứng đáng cho chúng ta phải nói ở đây. Thành ra tôi thấy là cái chính của bây giờ đó, chúng tôi mong là có những người nào mà đại biểu cho dân ở đây, từ thượng diện, hạ diện hay là các đại diện của các cái thành phố, các cái quận hạt xung quanh cái khu nào mà người Việt có ở, của cái California, ở vào miền Bắc California và cả những cái tiểu bang mà có người Việt ở đông. Yeah. Thì tôi trông rằng cái đó chúng ta nên có một cái lựa chọn sáng suốt, chứ đừng có nói là Việt Nam người Mỹ Đảng Cộng Hòa Mỹ là phải lo cho Việt Nam Cộng Hòa. Việt Nam Cộng Hòa thất trận, nó mất từ mẹ nó từ lâu rồi, làm có gì mà có đây mà lo cho người Việt Nam đó. Thì thôi, thì bây giờ nó nhiều lắm, thành ra tôi không muốn lợi dụng những cái dịp này để mà tố cáo, hay là lợi dụng những cái dịp này để mà tố khổ các ông. Thành ra rồi thì cái chuyện gì nó cũng đi qua. Người Việt vẫn là người Việt, phải đi làm thì mới có ăn, không đi làm nghĩa là không có ăn. Ở đâu cũng thế, ở trong nước cũng vậy, mà ở đây cũng thế thôi. Chứ chúng tôi không phải là những người mà lợi dụng thời cơ thế này thế nọ rồi leo lên những quan chức hay lợi dụng thế này thế kia để mà mua bán gian lận đồ này kia. Từ những ông mà nói nhiều cái vụ gian lận xảy ra lắm, mà nói ra cho nhiều thì mình càng thêm đau khổ, thêm mắc cỡ cho cái người Việt mình ở nước ngoài. Thành ra tôi nghĩ thôi, thì để những cái dịp mà đồng bào ở đây thì biết nhiều lắm rồi, Việt Nam ở đây họ biết nhiều lắm rồi, họ biết ai tốt ai xấu, nhưng họ không nói ra đâu, hoặc đúng là rồi, không dám nói ra, hay là chưa có thể nói ra được, nghĩa là đến lúc đó, bởi vì các cái thế lực của các ông ở đây còn mạnh, các cái thế lực thù địch nó còn mạnh, nói ra người ta sợ rồi này kia nọ đấy. Thì bố của anh gì làm ký giả đó, nói lên như Nguyễn Thanh Tú, Nguyễn Thanh Tú mà nói lên mình bốn năm ông ký giả mà bị nó ám sát chết một lúc, thì chúng ta thế nào là thế nào là tự do, thế nào là công lý ở cái xứ này đây. Vâng, chị.